các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy tất cả trời quảng. Cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết, có thể thấy tất cả trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả. Cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy tất cả trời vô tưởng hữu tình, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy tất cả trời vô phiền, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Có thể thấy tất cả trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Xá Lợi Tử, có cái mà đại Bồ Tát chứng thiên nhãn đã thấy, nhưng tất cả chúng trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh dù đã đắc thiên nhãn vẫn chẳng thể thấy được, cũng chẳng biết được. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy cũng như thật biết các loại hữu tình chết nơi này sinh nơi kia trong vô số thế giới ở mười phương. Xá Lợi Tử, như vậy là đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát đắc tuệ nhãn thanh tịnh? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát đắc tuệ nhãn thanh tịnh chẳng thấy có pháp hữu vi hoặc vô vi, chẳng thấy có pháp hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng thấy có pháp thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng thấy có pháp hữu tội hoặc vô tội, chẳng thấy có pháp tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng thấy có pháp hữu sắc hoặc vô sắc, chẳng thấy có pháp hữu đối hoặc vô đối, chẳng thấy có pháp quá khứ vị lai hoặc hiện tại, chẳng thấy có pháp trói buộc trong cõi dục, trói buộc trong cõi sắc hoặc trói buộc trong cõi vô sắc, chẳng thấy có pháp thiện chẳng thiện hoặc vô ký, chẳng thấy có pháp kiến sở đoạn, tu sở đoạn hoặc phi sở đoạn, chẳng thấy có pháp học vô học hoặc phi học phi vô học, cho đến tất cả pháp tự tánh hoặc sai biệt đều chẳng thấy. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này đắc tuệ nhãn thanh tịnh, đối với tất cả pháp chẳng phải thấy, chẳng phải chẳng thấy, chẳng phải nghe, chẳng phải chẳng nghe, chẳng phải biết, chẳng phải chẳng biết, chẳng phải hiểu rõ, chẳng phải chẳng hiểu rõ. Xá Lợi Tử, như vậy là đại Bồ Tát đắc tuệ nhãn thanh tịnh. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh có thể biết như thật về các loại bồ đặc già la sai khác, gọi là biết như thật. Đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là vô tướng hành, đây là trụ không, đây là trụ vô tướng, đây là trụ vô nguyệt, lại biết như thật. Đây là do pháp môn giải thoát không khởi năm căn, do năm căn khởi định vô gián, do định vô gián khởi giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiếp, đắc quả dự lưu, thân kiến, giới cấm thủ nghi, gọi là ba kiếp. Lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi dục, đắc quả nhất lai. Lại do thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi dục, đắc quả bất hoàn. Lại do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết thuận thượng phần, đắc quả A-la-hán. Tham của cõi sắc, tham của cõi vô sắc, vô minh, mạn, trạo cử, đó là năm kiết thuận thượng phần. Lại biết như thật, đây là do pháp môn giải thoát vô tướng khỏi năm căn, do năm căn khỏi định vô gián, do định vô gián khỏi giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết, đắc quả dự lưu. Lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi dục, đắc quả nhất lai. Lại do thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi dục, đắc quả bất hoàn. Lại do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết thuận thượng phần, đắc quả A-la-hán. Lại biết như thật, đây là do pháp môn giải thoát vô nguyện khỏi năm căn, do năm căn khỏi định vô gián, do định vô gián khỏi giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiếp, đắc quả dự lưu. Lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi dục, đắc quả nhất lai. Lại do thượng phẩm tu đạo, diệt hết tham sân cõi dục, đắc quả bất hoàn. Lại do tăng thượng tu đạo, diệt hết năm kiết thuận thượng phần, đắc quả A-la-hán. Lại biết như thật, đây là do pháp môn giải thoát không vô tướng khỏi năm căn, do năm căn khỏi định vô gián, do định vô gián khỏi giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiếp, đắc quả dự lưu. Lại do mới đắc tu đạo, làm mỏng tham sân cõi dục,
đắc quả nhất lai, lại do thượng phẩm tu đạo diệt hết tham sân cõi dục, đắc quả bất hoàn, lại do tăng thượng tu đạo diệt hết năm kiết thuận thượng phần, đắc quả A-la-hán. Lại biết như thật, đây là do pháp môn giải thoát không vô nguyện khởi năm căn, do năm căn khởi định vô gián, do định vô gián khởi giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiếp, đắc quả dự lưu, lại do mới đắc tu đạo làm mỏng tham sân cõi dục, đắc quả nhất lai, lại do thượng phẩm tu đạo diệt hết tham sân cõi dục, đắc quả bất hoàn, lại do tăng thượng tu đạo diệt hết năm kiếp thuận thượng phẩm, đắc quả A-la-hán. Lại biết như thật, đây là do pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khởi năm căn, do năm căn khởi định vô gián, do định vô gián khởi giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiếp, đắc quả dự lưu, lại do mới đắc tu đạo làm mỏng tham sân cõi dục, đắc quả nhất lai, lại do thượng phẩm tu đạo diệt hết tham sân cõi dục, đắc quả bất hoàn, lại do tăng thượng tu đạo diệt hết năm kiết thuận thượng phẩm, đắc quả A-la-hán. Lại biết như thật, đây là do pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện khởi năm căn, do năm căn khởi định vô gián, do định vô gián khởi giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến vĩnh viễn đoạn trừ ba kiếp, đắc quả dự lưu, lại do mới đắc tu đạo làm mỏng tham sân cõi dục, đắc quả nhất lai, lại do thượng phẩm tu đạo diệt hết tham sân cõi dục, đắc quả bất hoàn, lại do tăng thượng tu đạo diệt hết năm kiết thuận thượng phẩm, đắc quả A-la-hán. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh, có thể biết như thật, đây là một loại bồ đặc già la do pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện khởi năm căn, do năm căn khởi định vô gián, do định vô gián khỏi giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến có thể biết như thật, các pháp do sự tập hợp mà có, đều là pháp hoại diệt, vì do biết như vậy, đắc năm căn thủ thắng, đoạn trừ các phiền não, lần lượt chứng đắc quả vị độc giác. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh, có thể biết như thật, Đại Bồ Tát này mới vừa phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thành tựu tín căn, tinh tấn căn và phương tiện thiện xảo, nên mới suy nghĩ việc thọ thân để tăng trưởng thiện pháp. Vị Đại Bồ Tát này hoặc sanh vào dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, hoặc sanh vào dòng dõi lớn Bà La Môn, hoặc sanh vào dòng dõi lớn Trưởng Giả, hoặc sanh vào dòng dõi lớn Cư Sĩ, hoặc sanh vào các trời trong cõi Tứ Đại Thiên Vương, hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời Dạ Ma, hoặc sanh vào cõi trời Đồ Sử Đa, hoặc sanh vào cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại, ở các nơi này thành thục hữu tình. Tùy theo tâm ưa thích của các hữu tình, có thể ban cho các loại đồ dùng hào hạng theo ý thích, cũng có thể nghiêm tịnh các cõi Phật, cũng dùng các thứ đồ dùng hào hạng, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, không đọa xuống các bậc thanh văn độc giác, cho đến quả vị giác ngộ cao tột, chọn chẳng thối truyền. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh có thể thấy biết như thật. Đại Bồ Tát này, đối với quả vị giác ngộ cao tột đã được thọ ký. Đại Bồ Tát này, đối với quả vị giác ngộ cao tột đang được thọ ký. Đại Bồ Tát này, đối với quả vị giác ngộ cao tột sẽ được thọ ký. Đại Bồ Tát này, đối với quả vị giác ngộ cao tột được bất thối truyền. Đại Bồ Tát này, đối với quả vị giác ngộ cao tột còn có thể bị thối truyền. Đại Bồ Tát này đã trụ bậc bất thối truyền. Đại Bồ Tát này chưa trụ bậc bất thối truyền. Đại Bồ Tát này thần thông đã được viên mãn. Đại Bồ Tát này thần thông chưa được viên mãn. Đại Bồ Tát này vì thần thông đã được viên mãn nên có thể đến vô số thế giới chư Phật ở mười phương, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát này vì thần thông chưa được viên mãn, nên chẳng có thể đến vô số thế giới chư Phật ở mười phương, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát này đã được thần thông, Đại Bồ Tát này chưa được thần thông. Đại Bồ Tát này đã được vô sanh pháp nhẫn,
Đại Bồ Tát này chưa được vô sanh pháp nhẫn, Đại Bồ Tát này đã được căn thủ thắng, Đại Bồ Tát này chưa được căn thủ thắng, có Đại Bồ Tát này